Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội luận cà phê đá hàng tuần của chúng tôi vào sáng thứ hai và đã ủng hộ khích lệ chúng tôi về chương trình này. Chương trình này được phát mỗi tuần một lần vào sáng thứ hai, một ngày đầu tuần. Xin chúc quý vị và các bạn trước hết một ngày đầu tuần thật sự tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Trong tuần qua thì chúng ta thấy bao nhiêu những cái chuyện đau buồn xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, từ giao thông, y tế, giáo dục. Giao thông thì gần nhất là cái vụ mà 13 người đã tự nạn một cách rất là thương tâm trên con đường đi rước dâu. Rồi về giáo dục là cái chuyện mà sửa điểm đã gây ra một cái sự gian dối trầm trọng trong nền giáo dục Việt Nam. Sửa điểm mà có những cái điểm từ 0 điểm, 0,5 điểm mà thành 9 điểm rưỡi. Rồi đến tình trạng y tế, bệnh ung thư, liên quan đến bệnh ung thư thì thuốc ung thư giả có nguồn gốc từ Trung Quốc đã nhập khẩu vào Việt Nam, đã gây cho bệnh nhân không những là hết bệnh mà còn trầm trọng hơn, tiền mất tật mang. Rồi tình trạng ô nhiễm môi trường, nhập khẩu những rác thải từ nước ngoài về Việt Nam, tình trạng sạt lở, lũ quét tại các tỉnh ở miền Bắc. Bao nhiêu chuyện đau thương khi mà chúng ta thấy tràn ngập trên các trang báo. Trở lại vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng những người có trách nhiệm và đứng đầu các ngành giao thông, y tế, giáo dục thì họ vẫn bình chân như vậy. Và ngay cả Thủ tướng Chính phủ thì khi mà đi thăm các tỉnh thành trong nước thì lại phát biểu những cái câu mà không cảm thấy ngượng miệng gì hết, khi mà cứ so sánh tỉnh thành này, tỉnh thành khác với Singapore, với Hoa Kỳ, với là đầu tàu, đầu ngành, vân vân và vân vân. Họ nói một cách vô tội vạ, không có trách nhiệm gì trong cái lời nói của mình. Rồi bao nhiêu chuyện đó, rồi chúng ta vào cái chuyện biểu tình, liên quan đến những biểu tình thời gian qua, những năm qua, cái chuyện mà những người mời lên đồn công an làm việc rồi chết một cách coi như là đầy bí ẩn. Một là tự tử tại đồn công an bằng dây thun quần, một cái lý do mà nói chuyện với một đứa con nít 3 tuổi cũng không được nữa mà vẫn đưa ra công luận như vậy. Rồi trước khi lên thì họ hoàn toàn mạnh khỏe, thì khi về thì họ lại đột tử một cách bất ngờ. Đến nỗi mà coi như là cha Duy Tân trước khi đi mời làm việc đồn công an mà cha phải nói rằng tình trạng sức khỏe của tôi hoàn toàn khỏe và tôi không có ý định tự tử trong đồn công an tí nào. Rồi thôi cha Thanh. Rồi cha Thanh gần đây thì lại có cái chuyện mà anh Hứa Hoàng Anh, một người đã tham gia vào cái cuộc biểu tình trong cái ngày 10 tháng 6 và sau đó thì được công an gọi lên làm việc. Và về thì anh cũng đã chết một cách đầy khó hiểu. Thì cha có thể nói với cộng đồng cái vụ việc này một cách rõ hơn không cha? Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, về anh Hứa Hoàng Anh đó, thì với những thông tin đến bây giờ cập nhật được đó, thì cái việc anh Hứa Hoàng Anh đã chết và đã an táng thì đó là điều chắc chắn và rõ ràng. Rồi còn cái diễn tiến nó đến cái chết đó, thì hiện nay có nhiều cách nói mà đôi khi nó mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn như có người bảo rằng là anh ấy được công an huyện Châu Thành đưa về tới nhà và chết. Như vậy là đưa trong tình trạng chết từ đồn công an về. Đó là cái cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai thì họ bảo rằng là anh về nhà xong rồi thì sau đó anh tự vẫn. Thì hai cái đó nó đều cho chúng ta thấy một cái nguyên nhân là sau khi làm việc với công an hoặc là trong khi làm việc với công an dẫn đến án mạng. Và đây là một vấn đề mà đứng về mặt quốc gia đó, chắc là người dân phải biểu tình đấy. Nếu mặt quốc gia chắc người dân phải biểu tình, bởi vì đây là một cái chính sách sai lầm để đưa đến cái tình trạng tồi tệ và đã nguy hại đến cái mạng sống của người dân. Và người dân phải biểu tình để buộc các chính trị gia thay đổi chính sách. Cái việc căn bản
mà cha Vũ và anh chị em lưu ý á, nó khác biệt giữa tụ tập đông người gây rối trật tự và cái biểu tình á, nó nằm ở chỗ đó đó. Tức là nếu tụ tập đông người gây rối trật tự là nó theo tư ích của người ta, nó theo điều người ta muốn, vì người ta muốn dành một cái khoảng trống lề đường rộng hơn để cho nhà mình để xe, dành một cái chỗ lấn ra lề đường một chút xíu để mình bán hàng rong, có thể bán nhanh được cho khách hàng, hoặc là gây xung đột giữa đường phố, lấn ra ngoài đường đánh nhau đó, cái đó gọi là gây rối trật tự công cộng, tụ tập đông người vậy. Và cái đó nó vì cái tư ích. Còn khi biểu tình phản đối dự luật đặc khu, phản đối luật an ninh mạng, phản đối công dân bị chết trong đồn công an khi bị tra vấn, thì cái đó gọi là hành vi chính trị và cái đó là biểu tình. Và biểu tình như vậy đó là hiến pháp công nhận đó là quyền chính trị của công dân. Công dân có quyền chính trị và đó là quyền chính trị của công dân. Thì do vậy điều mà bà chủ tọa phiên tòa vừa rồi tại Đồng Nai xử 20 người biểu tình đó, đây là tôi nghe thân nhân của họ đi dự kể lại. Bà đặt vấn đề mang tính chọc quê và khiêu khích 20 người mà bà xét xử đó, thấy chưa, đi biểu tình sướng không, đi biểu tình có giải quyết được chuyện gì không, đó là dấu hiệu vi hiến. Bà thẩm phán đang có dấu hiệu vi hiến, là bởi vì cái việc biểu tình là hành vi chính trị của họ, có làm được hay không, nếu ngày hôm nay chưa làm được họ sẽ tiếp tục biểu tình để làm cho bằng được, bởi vì hành vi chính trị chứ không phải hành vi bạo lực. Hành vi bạo lực là mang súng bắn buồn chết, còn hành vi chính trị là làm cho người ta thấy, và những người có trách nhiệm là chính trị, các chính trị gia hiện nay là các chính trị gia Đảng Cộng sản đó, nói rõ đi, phải lắng nghe và phải thay đổi chính sách của mình cho phù hợp với nhu cầu của dân và cái đời sống của người dân. Nên phát biểu như vậy là phát biểu thiếu trách nhiệm và có dấu hiệu vi hiến ngay tại tòa án. Vậy thì cái những người mà ở Đồng Nai vừa rồi đó, thì họ biểu tình và sau đó là cái phiên xử đó, cái bà đó, bà có nói những cái câu như đó, cái câu như vậy. Thì đây là một cái những người mà tham gia biểu tình, họ không làm gì sai pháp luật hết và họ làm đúng theo tinh thần của hiến pháp mà quy định và cho phép họ làm điều đó. Trong khi phía tòa án cũng như là phía công quyền thì lại khiêu khích bằng những cái lời nói như vậy. Thì bây giờ cha có nghĩ rằng những cái người mà họ gọi là bị cáo đó có quyền là khởi kiện những tòa án đó không? Về mặt luật pháp bình thường thì họ có quyền, cha Vũ. Nhưng mà khi họ khởi kiện người ta có xử hay không là chuyện khác. Ngày hôm qua thì có một nhóm đông các tổ chức và các anh chị em công dân Việt Nam bắt đầu họ lên tiếng tuyên bố về cái bản án áp trên những người biểu tình, tức là thực thi quyền chính trị một cách ôn hòa. Và đây là một cái tiếng nói rất cần thiết. Rồi sau đó nếu mà những người hiện nay đang bị án, bị bắt giam đó, thì họ sẽ kháng án, bởi vì mới sơ thẩm thì họ sẽ kháng án để phúc thẩm. Và bình thường ngay khi có phúc thẩm, có y án hoặc là giá nặng tuyên án thì họ xong về họ vẫn có thể kiện, đứng về mặt luật pháp. Còn luật pháp có công bằng hay không, luật pháp có công lý hay không thì là chuyện khác. Nếu mà nhà cầm quyền không có công lý thì dân sẽ có công lý. Ở trở lại về vấn đề mà những người mà chết ở trong đồn công an á, qua cái trường hợp của cái anh Hứa Hồng Anh vừa rồi đó, thì chúng ta thấy là cái trường hợp của anh Hứa Hồng Anh có vẻ như là đơn thân độc mã quá ha. Thấy một người ở miền quê, nông dân, có những cái phản ứng như vậy là một hành vi chính trị, nhưng mà hậu quả thì anh là đưa đến một cái chết đầy bí ẩn. Rồi gia đình hình như cũng im lặng trước cái việc này, trước cái chết của anh, hầu như là im lặng, họ không có lên tiếng. Điều đó cho thấy nhận định làm sao về những cái trường hợp như anh Hứa Hoàng Anh, rồi trước đó bao nhiêu người vào đồn công an rồi chết một cách bí hiểm trong đồn công an, hoặc là về nhà thì chết, thì những người đó, gia đình thân nhân của họ, cha sẽ nhận định như thế nào về cái bối cảnh chung như vậy đó?
Cái hôm vừa rồi khi mà con gặp một số thân nhân của những người bị xét xử ở Đồng Nai vừa rồi đó, thì có một bà mẹ của một người đang bị án tù vì đi biểu tình ôn hòa đó, tất nhiên đây là một bản án oan sai đó, thì con có hỏi rằng là chị nghĩ rằng con chị á, nó có thay đổi cái hành vi đó hay không khi ra khỏi tù. Thì chị đã nói như thế này nè, con nghĩ rằng là nếu mà con của con nó đã chọn, tức là nó thấy việc đó là đúng và đó là lý tưởng của nó, nó phải tiếp tục làm, và con là mẹ nó thì con ủng hộ nó. Cái điều đó cho thấy rằng là cái việc những người công dân làm thi hành hành vi chính trị của mình bắt đầu được gia đình ủng hộ rất là nhiều. Cái trường hợp cụ thể là Hứa Hoàng Anh mà cha Vũ vừa nói đó, nó có một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Đó là ở dưới tỉnh miền Tây, ở tại tỉnh Kiên Giang, một là một cái nơi mà có thể nói rằng là gần như là phép vua thua lệ làng, những cái chính sách lớn khó có thể đụng đến được, nên cái sự kêu oan và tự bảo vệ mình đối với những người dân trong những cái vùng như vậy là khó khó, nên tự thân họ có một cái tư thế khi bị đe dọa, bị công an bao vây là tức khắc là không dám giao tiếp với ai. Nhưng tự thân cái hành vi mà công an bao vây người ta, khủng bố tinh thần, thậm chí là thay đồ ra, mặc đồ dân sự để cứ lảng vảng quanh đám tang cũng là một hành vi vi phạm pháp luật, vì nó mang tính cách đe dọa. Và ở đây cái điều phi nhân ở chỗ là mình được nuôi sống bằng đồng thuế của dân, được béo phì bằng sự nâng đỡ nâng niu của người dân, mà cuối cùng lại khủng bố người dân, thì nó tàn ác hơn là Hitler. Hitler thì ông chỉ giết những đối thủ của ông thôi, còn đây người dân nuôi mình mà như vậy thì cái đó là cái không có chấp nhận được. Cộng đồng hiện nay đang nỗ lực để nâng đỡ gia đình, để gia đình cảm thấy không bị bỏ rơi, mà có lẽ trong những ngày qua gia đình bắt đầu một phần vẫn sợ hãi, một phần vẫn phải tỏ ra là nghe theo công an để không có manh động nói theo kiểu công an, nhưng một mặt khác họ đã bắt đầu bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ lại việc làm của Hứa Hoàng Anh. Đó 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 là cái diễn biến hiện nay, và đó là điều tốt, đó là điều tốt chăng. Ở người dân trước cái tình trạng như vậy đó, thì bây giờ người dân có thể làm được cái điều chuyện gì khi mà nhìn thấy bao nhiêu cái sự đe dọa khủng bố từ phía công an, thì chúng ta là những người mà nhìn thấy chung vậy đi, những người dân chung vậy đi, họ có thể làm được cái gì trong một cái bối cảnh mà công an như là công an trị và khủng bố tinh thần rồi đe dọa gia đình của những cái người mà tham gia vào cái hành vi chính trị, thì nhìn chung là người dân phải làm cái gì, cần thiết phải làm những điều gì Bây giờ thì bắt đầu khởi đi từ cha Vũ đi nha. Ví dụ đi, ví dụ như sau cái buổi nói chuyện này, trong kế hoạch làm việc sáng nay của cha Vũ có tiếp khách không? Có lịch có tiếp khách không? không À, không có tiếp khách. Nhưng mà nếu có khách đến tìm cha Vũ đó, thì cha Vũ sau khi những cái chuyện mà họ bàn xong, cha Vũ vẫn có thể tâm sự với họ về câu chuyện này. Có thể tâm sự câu chuyện này, và cha Vũ có thể cho cái người nghe nó biết được ý kiến của cha Vũ về cái chuyện đó. Ví dụ như cha Vũ thấy cái đó là vấn đề thương tâm, hoặc là đó là một vấn đề dã man, hoặc là vấn đề vi phạm pháp luật, tùy theo cái đánh giá riêng của cha Vũ. Đến cái lúc chúng ta phải chia sẻ giữa người với người, với những cái sự ấm ức đau khổ của chúng ta. Tại sao phải chia sẻ? Thứ nhất, nếu không chia sẻ ra thì chúng ta sẽ phát điên, còn nếu không phát điên thì sẽ trở thành những người bắt đầu cuồng lên nổi loạn. Xã hội có nhiều người nổi loạn thì nguy hiểm lắm. Do đó công an mà có vẻ cứ đe người này đi kẻ, đe người kia đi kẻ là nó bị tích lũy ấm ức, là nổi loạn ráng chịu nha. Cái thứ hai đó, cái thứ hai đó là cái điều đúng điều sai phải được phân minh.
trước đây nhà nước độc quyền phân minh, nhà nước bảo cái nào đúng là dân phải tin là đúng, cái nào sai dân phải tin là sai. Nhưng bây giờ người dân biết rằng mình có quyền, đúng sai là bởi cái khả năng nhận thức của tôi về đúng vấn đề đó, chứ không phải bởi anh nói đúng là tôi tin là đúng, không phải như vậy. Và như vậy họ được quyền nói, và cái người nghe không bị buộc phải tin y như nghe chính quyền. Chính quyền thì ép ông phải tin, không tin không được. Còn cha Vũ nói thì cha Vũ không buộc người ta phải tin, nên người ta có phần tự do. Và nhờ vậy người ta bắt đầu suy nghĩ, người ta lượng định, và người ta sẽ biết đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Và khi mà cả cộng đồng xã hội, tức là không phải một mình cha Vũ đâu, vài chục ngàn anh chị em xem cái video này đó, là cũng phải làm việc đó nha, chứ không phải một mình cha Vũ, tội nghiệp cha Vũ lắm. Tất cả mọi người vậy, thì nó sẽ thấy là trong một cái sự kiện cụ thể, bắt đầu có hàng triệu người hiểu vấn đề theo một sự thật đúng đắn, chứ không phải theo cách người ta bắt mình nghĩ theo. Và lúc đó bắt đầu xã hội sẽ thay đổi. Xã hội thay đổi khi mà những người dân họ chia sẻ với nhau những cái thông tin đó để cùng có một cái đưa đến một cái hành động nào cụ thể. Bây giờ trở về cái xã hội thay đổi của Việt Nam của chúng ta nè, như là con nói ban đầu đó, tình trạng giao thông, tình trạng y tế. Giao thông thì một năm cướp đi sinh mạng khoảng chừng là 10.000 người theo thông tin là như vậy. Rồi về tình trạng ung thư, một ngày thì hình như là hơn 300 người chết vì bệnh ung thư. Đấy. Rồi chưa kể những thiên tai, lũ lụt gây ra bởi sự tàn phá môi trường của trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Như thế thì Việt Nam đang ở cái mức nào thì người dân họ hiểu, người dân họ biết. Trong khi đó thì những người lãnh đạo quốc gia, những người có trách nhiệm đối với đời sống an sinh xã hội thì họ lại cứ phát biểu rằng Việt Nam là đất nước đáng sống, nào là đất nước là người dân là hạnh phúc, một trong những nước hạnh phúc trên thế giới, vân vân và vân vân. Để cha thấy làm sao giữa cái đời sống hiện tại của người dân và những cái điều mà phía nhà lãnh đạo họ phát biểu, họ tuyên truyền như vậy. Thưa cha Vũ, những cái phát biểu mà cha Vũ dùng cái từ tuyên truyền của các lãnh đạo đó, thì rõ ràng đó là cái trò lừa dối. Trong thực tế hiện nay đó là con cháu xa chứ không cần nói con cháu gần của các bộ lãnh đạo, chỉ cần cấp huyện thôi chứ không cần cấp tỉnh thành hoặc cấp trung ương đâu. Họ đang tìm cách đi Mỹ, đi Canada, đi Úc, đi New Zealand, đi Đức, đi Pháp. Bất cứ lý do gì, lập gia đình đi cũng được, đi du học cũng được, đi lao động hợp tác cũng được, đi vượt biên trái phép cũng được. Nó không có phải là như họ lừa, vì trong thực tế là như vậy đó. Một cái chầu lưu. Và ngày hôm qua báo Tuổi Trẻ cuối tuần, trước đây hay gọi là báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đó, sau này họ ra báo Khổ Lớn cũng có tờ báo Chủ Nhật, họ chuyển sang gọi là báo Tuổi Trẻ cuối tuần đó. Thì có một cái loạt chuyên đề gần như là bắt đầu họ công khai xem cái việc cố gắng tìm thẻ xanh bên Mỹ là điều có lý, là điều cần làm. Đó là hợp thức hóa trên công chúng như vậy, để cho thấy là một cái xu hướng nó như vậy đó. Còn đáng sống như thế nào thì mọi người đã thấy đó. Nên những cái tuyên truyền đó đến thời điểm này mà họ vẫn còn nói ra được, tức là hoặc là họ kêu thôi lỡ ngu đừng ngu do chót, không muốn sửa nữa. Còn thứ hai là cuối cùng biết mình ngu nhưng bởi vì muốn còn giữ cái ghế để an toàn cho mình, an toàn cho vợ con, cho các con cháu, không bị những cái phe nhóm đối lập nó tìm cách nó đẩy xuống hố, thì vẫn phải tiếp tục nói khùng khùng điên điên như vậy. Chứ con nghĩ rằng thật ra họ không có khùng, không có điên đứng về mặt bản năng trí thức, nhưng có thể bắt đầu đã khùng, đã điên về mặt lương tâm. Chia sẻ một cách riêng tư thôi, hôm qua con đi dân lễ tại một giáo xứ thì các ông trùm lâu rồi mới trở lại giáo xứ, ông trùm nhận ra
Lâu rồi cha mới quay lại giáo xứ con cho dân lễ, nhưng mà con thấy cha thường xuyên chơi cà phê đá nhiều hơn thấy cha xuất hiện trong nhà thờ dân lễ của con. Rồi ông chia sẻ tình hình cùng xã hội như con vừa mới nói, và ông mấy điều mà các ông đó lưu tâm á, là ông nói là thiếu một cái người lãnh đạo để mà các ông đứng lên. Ở đó là do giờ thiếu có gì ai cũng biết hết, ai cũng biết hết, và cái xã hội nó ra bệ rạc như vậy. Nhưng mà điều mà các người giáo dân thì họ nói là thiếu một cái người giống như là cầm cờ và phất cờ khởi nghĩa đó. Thật ra thì cái này cũng nhiều người nói lắm rồi, mà ngay các anh chị ở bên Mỹ cũng nói, tức là những ở trong những cái nước văn minh nó vẫn nói. Thật ra cái đó là cái cách mình cứ nghĩ về mãi cái anh chăn trâu rồi giết trâu đại bạn rồi giấy cờ khởi nghĩa, hoặc là một anh hùng áo vải Nguyễn Huệ vân vân, những cái đó nó sẽ tạo ra một thời quân chủ phong kiến nha. Nó sẽ tạo ra một thời quân chủ phong kiến. Mấy ông cộng sản ông cũng phải dựng ông Hồ lên để lừa người dân trong cái mô hình đó. Nhưng thật ra bây giờ chúng ta đang sống ở nền Cộng Hòa thì cái đó không phải nữa. Cái đó không phải cách thức nữa. Mà nền Cộng Hòa căn bản là gì? Nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mọi chuyện quốc gia đại sự là chuyện của công dân. Mỗi người công dân có quyền điều hành quốc gia. Đó là cái quyền của mình. Nhưng mình không thể nào điều hành cá nhân được, vì mình chỉ là 1/95 triệu. Nếu mình không điều hành được quốc gia thì mình gọi nhau góp lại cái quyền đó để trao cho một cái nhóm nào đó nha. Và cái nhóm đó nhân danh mình để họ điều hành quốc gia. Rồi đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó, thì bây giờ những cái nhóm nào được ủy quyền thì đó là những đảng phái chính trị hoặc là những chính trị gia độc lập liên kết với nhau để họ bắt đầu soạn ra những đường lối để chứng minh với dân rằng là với cái đường lối đó sẽ làm cho Việt Nam hết tham nhũng nè, cái đường lối đó sẽ làm cho không có công dân chết trong đồn công an nè, cái đường lối đó sẽ làm cho người dân ở huyện Cờ Đỏ, nông trường Cờ Đỏ, nông trường Sông Hậu không bị mất đất nè, không phải lên dòng Chúa Thế Sài Gòn cứ kêu oan hoài nè. Đó, tức là các cái tổ chức chính trị đó, họ đưa ra những cái đường lối đáp ứng được những cái khát vọng của người dân, và sau đó trong một cái cuộc bầu cử hợp pháp dân chủ thì người dân sẽ chọn lựa. Hiện nay trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta là chúng ta đang bị duy nhất một mình Đảng Cộng sản khống chế, nên cái quốc hội hiện nay đang hiện hành là trên 95% là đảng viên Đảng Cộng sản đó. Điều đó cho thấy rằng là tất cả mọi cái ở đất nước là lớn nhỏ được điều khiển bằng nghị quyết đảng, chứ không phải là được điều khiển bằng luật pháp đó. Cái vấn đề là trong 43 năm qua người dân chấp nhận trao cái quyền đó cho một cái nhóm đó mà không rút lại. Thì bây giờ nếu người dân muốn thì người dân rút lại, không có trao quyền nữa. Thì đó là rồi sau đó người dân tìm một cái nhóm nào đó, những cá nhân nào đó, chứ không phải một cá nhân mà làm được đâu, để họ đưa ra những đường lối mà phù hợp thì lúc đó mình chọn, mình ủy quyền cho họ nha. Chứ còn bây giờ mong là có một cái người nào đó phất cờ thì cái đó nó là cái ước mơ phong kiến, không có phù hợp chứ. Dạ rồi, con cảm ơn cha. Cuối cùng là một hướng đến một ước mơ gọi là dân là chủ, một đất nước Việt Nam dân là chủ. Dạ, thì hy vọng rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có sự thay đổi, và những người dân thì họ sẽ có một cái đời sống an sinh tốt hơn. Quê hương đất nước Việt Nam sẽ lấy lại, phục hồi tất cả những giá trị, đưa con người ta tới sự thăng tiến toàn diện về thể xác và tinh thần. Xin cảm ơn cha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội luận cà phê đá hàng tuần vào sáng thứ hai của chúng tôi trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo. Xin thân ái kính chào.